Hôm nay mình sẽ làm món vịt nấu tiêu nha các bạn. Nguyên liệu mình gồm có tiêu là tiêu hột nè, hành tím nè, tỏi nè, đường, muối với bột ngọt. Bây giờ mình ướp tất cả các thứ đó vô chung cái vịt nha các bạn. Đây giờ mình ướp nè, 1 muỗng cà phê bột ngọt nè, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối hột. Tiêu cũng cỡ 1 muỗng canh đi các bạn. Bạn ăn cay thì ướp nhiều, còn bạn nào ăn không cay thì ướp ít nha. Tiêu mình đâm đâm dập dập ra, đừng để nguyên hột, nó ăn nó không có ngon. Nhiều quá sẽ ăn cay. Tỏi với hành để thứ phân nửa thôi, còn phân nửa thì hồi mình để mình xào ra. Trộn tất cả các thứ này ra. Rồi mình trộn đều lên. Ướp ở trong vòng nửa tiếng, thì có thời gian thì mình ướp nửa tiếng rồi mình hãy đi xào cho nó thấm. Rồi giờ ướp để đây ha. Mình lấy đồ mình đậy lại rồi mình đi làm chuyện khác, cái chút xíu mình quay lại mình xào. Dễ lắm các bạn. Sau khi mình bắt chảo lên cho nó nóng, các bạn bỏ vô 2 muỗng dầu ăn. Rồi bỏ tỏi vô. Bỏ hành vô xào chung cho nó thơm. Thịt vịt mình nãy giờ ướp một giờ hơn nửa tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu đem ra xào ha, cái mỡ tỏi mỡ hành cho nó vàng lên cho nó thơm, rồi mới đổ cái này vô xào, đổ thịt vô xào. Thịt tỏi với hành mình vàng nè, bạn đổ thịt vô cho. Xào cho nó săn lên chút xíu, cái mình có dừa thì mình đổ nước dừa tươi vô, còn không có là đổ nước lạnh cũng được. Trong lúc mình xào thịt cho săn, các bạn mình bỏ vô một muỗng canh nước tương các bạn, kêu bằng xỉu các bạn. Mình cho lên cho nó có cái màu đẹp các bạn. Để cho thịt mình nó trắng nó không ngon. Với đổ thêm một canh muỗng canh giấm ăn các bạn, tại cái chén này mình đựng sẽ yếu nó hơi đen. Một muỗng canh giấm, giấm mình làm nước mắm ăn đó, giấm chua giấm nuôi á. Muỗng canh nữa đang cho thịt mình nó chua chua, có vị chua chua các bạn, ăn nó mới ngon.
Rồi mình xào cho nó rút nước vô xong rồi cái mình mới đổ nước dừa vô xào tiếp. Sau khi thịt mình nó săn lại các bạn, bây giờ đổ một trái dừa vô ha, đổ trái dừa tươi vô để cho nó nước nó ngọt. Sau đó mình nấu cho nó sôi lên khoảng 15 phút sau, cái mình mới là xúc ra cái nồi cho nó thấm vô đi, rồi mình mới xúc ra cái nồi mình nấu, mình đổ nước vô thêm. Tại vì thịt vịt nó dai mình phải đổ nước thêm mới là mềm các bạn. Rồi nấu cho nó mềm đó, mình nêm nếm lại vừa ăn là được rồi. Giờ mình xào nó giờ cũng 15 phút, nước vừa nó hút vô đây. Các bạn giờ mình chuẩn bị cái nồi này ha. Rồi mình xúc qua bên cái nồi này mình nấu nó mới là mau mềm. Rồi mình tắt lò mình xúc qua cái nồi đó. Còn đặt đá nữa. Rồi sau khi mình xúc qua cái nồi xong mình đổ nước vô, các bạn đổ nước vô cho ngập ngập cái vịt đó các bạn, làm cho nó mềm. Nấu cho nó mềm rồi mình mới nêm nếm lại, có chưa vừa ăn thì mình nêm thêm mặn ngọt tùy thích mình ha, mặn mặn ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình đợi cho nó mềm nên mình nêm nếm lại. Sau khi mình đổ nước vô nó nhiều sôi vậy nè các bạn, giờ mình vớt bọt. Vớt bọt lên cho ba cái bọt nước mình nó ngon các bạn. Vớt bọt bỏ rồi cái dặn lửa nhỏ nhỏ cho thịt nó mềm các bạn, dặn nhỏ nhỏ cho thịt nó mềm. Rồi cái mình chút xíu nó mềm mà cái mình nêm nếm lại cho vừa ăn chưa, nếu mà chưa vừa thì mình bỏ đồ vô thêm. Cái này mình ướp là cũng hơi muốn vừa ăn các bạn. Bây giờ gửi thêm chút xíu muối, chút xíu đường nữa là được rồi, cho nó đậm đà các bạn. Giờ cũng vừa ăn rồi nhưng mà mình thêm cho nó đậm đà ăn ngon các bạn. Thêm cỡ một muỗng cà phê muối thôi. Nãy giờ cũng sôi hơi lâu rồi các bạn, dặn lửa riu riu hơi lâu rồi, nãy giờ thịt nó mềm rồi. Giờ mình đổ củ hành vô, mình có củ hành trắng thì mình để củ hành trắng, còn cái này mình nhà mình không có củ hành trắng, mình để củ hành tím vô nè các bạn, để vô cho nó mềm ha. Bây giờ là cái thịt của mình vừa ăn đó các bạn, đậm đà, không có mặn quá, không có ngọt quá, vừa miệng đó các bạn, ngon các bạn. Cái này mình ăn với bún cũng ngon nữa nè, mà ăn với bánh mì cũng ngon nữa. Cái này mình nấu cho cái củ hành mềm mà tắt bếp được rồi các bạn, xong rồi đó các bạn, rất là dễ nấu ha. Mình nêm lại thử coi dừa chưa, đậm đà chưa. Ngon quá các bạn ơi, vừa ăn quá các bạn. Chiều cái mình mua bánh mì vô về mình chấm nè. Cái này rồi sôi lên vậy được rồi đó các bạn. Rồi cái mình tắt bếp được rồi. Lấy nắp đậy lại. Rồi tắt lò được rồi đó. Rồi xong rồi đó các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Nè, vịt nấu tiêu của mình xong rồi nè các bạn. Giờ mình múc ra ăn với bánh mì nè. Cái nước rất là trong ha, mà rất là thơm tiêu ha. Ngon lắm các bạn, các bạn thử làm một lần giống mình hướng dẫn đi ha, ăn thử cho gia đình mình ăn, đãi khách bạn bè đâu lại có họp mặt của mình nấu món này cũng ngon các bạn. Chúc các bạn thành công nha.